Thưa quý vị, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn trên cao xảy ra hỏa hoạn, nhiều người bị ngạt khí và bị thương. Tình hình hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên đây chỉ là tình huống giả định trong buổi diễn tập khẩn cấp sơ tán hành khách tại nhà ga để đánh giá mức độ an toàn của đoạn tuyến trên cao trước khi đưa vào vận hành thương mại, dự kiến vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 tới đây. Ngọn lửa phát ra từ pin máy tính trong vali đặt dưới ghế ngồi của hành khách. Khói bốc cháy dữ dội trên tàu. Nhiều người đã bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin báo cháy, các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương hướng dẫn hành khách thoát nạn theo các lối thoát hiểm và đưa những nạn nhân mắc kẹt trên tàu ra ke ga. Tuy nhiên, do số lượng hành khách lớn, bên trong tàu và nhà ga còn nhiều khói, khí độc nên cần sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng. Cho đến thời điểm này thì Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã hoàn thành 57 trên 57 kịch bản và tình huống diễn tập. Và tình huống ngày hôm nay thì có một sự khác biệt, đó là có sự tham gia của bên thứ ba. Với một tình huống là hỏa hoạn như thế này, sẽ có bên phòng cháy chữa cháy, công an cũng như là bên y tế. Và sau khi đánh giá hoàn tất tất cả các tình huống như thế này, thì dự án này nếu đảm bảo tất cả các yếu tố thì có thể vận hành thương mại dự kiến vào tháng 6 này. Trước khi thực hiện diễn tập tình huống khó nhất này, để đảm bảo an toàn, ngoài nhân viên nhà ga đã được đào tạo, Ban Quản lý Đường sắt đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến thông tin chi tiết tới toàn bộ 257 người tham gia. Vai của tôi ngày hôm nay sẽ là hành khách bị thương ở trên tàu. Thì tôi thấy cái vai này tức là nó sẽ rất là cần thiết đối với bất kỳ một tình huống nào nếu mà xảy ra. Các trang thiết bị y tế, xe cấp cứu và các thiết bị y tế để phục vụ cho cái cấp cứu này được đảm bảo cách tốt nhất để nhanh chóng là cứu được bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy hiểm. Mục tiêu của buổi diễn tập kịch bản khẩn cấp sơ tán hành khách tại nhà ga nhằm kiểm tra khả năng phản ứng của toàn bộ hệ thống để xử lý sự cố lớn thông qua kế hoạch quản lý khủng hoảng khẩn cấp. Buổi diễn tập cũng là kiểm chứng để chứng minh sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng bên ngoài dự án, đảm bảo tính chủ động xử lý tình huống trong trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng cho thấy sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống trước khi bước vào vận hành thương mại. Bản hôm nay đã được thực hiện một cách thành công bởi vì lý do là đầu tiên là chúng ta chỉ cần có 8 phút kể từ khi màn tàu dừng để có thể di chuyển tất cả hành khách từ trên tàu ra ngoài, những hành khách bị thương từ trên tàu ra ngoài ke ga, và sau đó là mất thêm 8 phút cho các cơ quan chức năng đi lên trên nhà ga và giải cứu tất cả các hành khách bị thương. Đây cũng là cái kịch bản phức tạp nhất vì nó không chỉ là các cái hoạt động của các cái nhân viên công ty Metro Hà Nội mà có rất nhiều các đơn vị tham gia vào. Do vậy là phải đảm bảo cái sự phối hợp nhuần nhuyễn, cái sự phối hợp ăn khớp lẫn nhau giữa các đơn vị. Sau cuộc diễn tập ngày hôm nay, nhà thầu sẽ hoàn thành chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước, sau đó bàn giao đưa đoạn trên cao vào vận hành thương mại vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây.